Chào anh em đến channel game mobile của mình nhá. Hôm nay mình hướng dẫn anh em cách coi như farm tiền của bên Sword Master Story nhá. Cách đầu tiên farm tiền dễ nhất đó là anh em vào một bang hội nào đó thật là mạnh. Đấy. Ok. Sau đó, ngày tức anh em luôn luôn điểm danh cho mình nhá để được thể lực này để xét đấy. Sau đó anh em vào trong đây. Ista này đấy, độ khó càng cao thì coi như mà ví dụ thành bang nêu càng cao càng mạnh nhá. Hai cái điểm mà màu xanh xanh ở trên huy chương xanh càng cao anh em sẽ được càng nhiều vàng này. Thứ nhất là anh em sẽ ấn vào quản trị nhá, anh em cứ làm mấy cái nhiệm vụ để được nhận cái này rất là dễ, anh em cứ ấn một chữ nào đó anh em ấn đây để được cái cộng cái điểm huy chương lên, khi đến max là 100 100 nhá. Thế anh em đã được vàng chưa? Hơn 1 triệu nhá, nhìn chưa? Rất là nhiều. Đấy. Xong này đã, nếu có xong này đi. Đấy, ui được 9 triệu anh em nhìn chưa đấy nhá. Xong em vào thu thuế này, nhìn chưa? 48 triệu. Lại bảo không ngon đi. Đấy, rất là dễ nhá. Ok. Đấy, thứ hai là anh em vào trận đấu này. Anh em vào hầm vàng. Nhưng mà anh em có thể càn quét trong đây được, nhưng càn quét mình nghĩ chỉ dành cho những ai coi như là ít những ai mà ít thời gian cày, chứ còn nếu cắm chuột trong đây rất là tốn set. Đấy. Hoặc là anh em có thể ấn vào đâu nhỉ, từ từ. Anh em ấn vào đây. Vào vực thẳm này, cày rất là nhiều tiền. Đấy, ví dụ anh em nhấn đây nhá. Chúng có những cái thẻ bài này, có những thẻ bài cho anh em nhiều tiền. Anh em ấn vào đấy. Nhìn chưa đấy, được thêm 10 triệu. Hiểu không? Mà có những lúc một cái anh em hên được vào được 100 triệu, 100 triệu cũng quá, coi như đấy anh em cứ xem là nhá. Hoặc anh em vào vực thẳm cũng được, vào đâu vào tháp ma vương này, anh em cũng được tiền nhá. Đâu có nhỉ? Sau đó anh em vào như là cửa hàng này cũng nhận được này, được 50k vàng. Ok, để mình nghĩ tiếp đây. Anh em vào trong chỗ farm, anh em farm phiêu lưu hàng đấy, anh em vào trước khi anh em đi cắm chuột phiêu lưu hàng ngày đấy, thì anh em sẽ phải kiếm cho mình cái nhẫn 4 sao cũng được mà 3 sao cũng được, nhưng mà phải có dòng nhận được vàng này. Thế anh em cứ rèn ra đấy được nhận được vàng xong rồi bạn cắm thì sẽ được rất là nhiều vàng. Ok, và tiếp theo anh em có thể được đi vực thẳm, anh em dành tiền nhá. Anh em đi vào cửa hàng nhá, anh em nhìn để ý này, anh em đi những cái nào anh em có thể có những cái kim cương anh em có thể mua được vàng nhá. Cửa hàng linh hồn thì mình không nhớ rõ này. Cửa hàng đột kích mùa ba em có thể coi như là dành cái điểm anh em mua cái thỏi vàng này đổi ra được 1 tỷ vàng anh em ạ, nhưng nó cũng rất là đắt. Thế thì anh em suy nghĩ thôi. Đây anh em đi bang, anh em đánh sẽ được điểm của gui và anh em có thể mua được coi như là thỏi vàng nhé, cũng 1 tỷ nhá. Slash rồi nhưng không được anh em nhé. Tháp ác ma cũng được này, đấy anh em mua mỗi tốn đấy. Tháp ác ma rất là dễ, anh em đi rất là dễ luôn, em thể coi như là được thoải mái cái này. Lãnh địa thì mình không nhớ được không. Cửa hàng vực thẳm cũng được nhá anh em nhé, 10.000 điểm đấy. PvP anh em mình chờ đấy, anh em đánh PvP anh em được ở điểm nhá. Và anh em cũng sẽ có được coi như mua này đổi ra 1 tỷ vàng. Hiện giờ đấy những cách mà mình đã chỉ anh em coi như là để farm ra được vàng. Còn những thiếu sót thì anh em cứ comment ở dưới cho anh em thêm nhá. Ok, đừng quên like subscribe cho mình nhá. Chào mừng anh em, bye bye.